chào các bạn, các anh chị. Hôm nay thì cuộc thi công đoàn vùng cao Tình Thương ở vườn Gà Sỏi và các mạnh thường quân bà con kiều bào trong và ngoài tỉnh, trong nước và ngoài nước. Thì hôm nay là cái điểm lịch thứ hai của đoàn, đó là quà em đi qua thành công này bên kia. Vậy thì không làm mất thời gian các bạn nữa để bà con đợi lâu. Cái bây giờ thì cầu này để chuẩn bị chương trình để tặng quà cho bà con. Các cái chuyến mà tặng quà được này thì 100 phần quà và 15 xe đạp và 30 chiếc nha. Bây giờ xin chào các bạn nha. Không để cho bà con đợi lâu nữa. Xin chào là một sẽ quay lại để cho bà con bây giờ thì một người con kia. Thưa tất cả bà con có mặt tại nơi đây, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang cho Hội Hữu nghị Tình Thương phường Cửa Sỏi cùng các bạn mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa trong và ngoài nước, các bạn tình nguyện viên muốn góp phần giảm bớt khó khăn thiếu thốn để mang lại niềm vui, thêm nghị lực sống cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn, đặc biệt hơn là các em học sinh nghèo hiếu học ở vùng sâu vùng xa, đi lại trường rất là nhiều khó khăn. Thưa bà con thân mến, sau thời gian đi khảo sát thực tế nhiều nơi xã huyện trong và ngoài tỉnh, chúng tôi quyết định chọn xã Hòa An, huyện Dòng Ghiền để trao tặng 100 phần quà cho bà con nghèo và 30 cặp da, 15 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học của nhà tài trợ ông bà Hứa Chí Nhiêu và bà Võ Thị Huệ, Diệp Kiều Úc vận động đồng tài trợ cho chương trình một phần quà 10 chiếc gạo, một thùng mì, nước mắm, nước tương, dầu ăn, đường cát, bánh kẹo, xà bông, vân vân. Ngoài những món nhu yếu phẩm kể trên ra, bà con còn được hai vị thuốc tây, đó là đặc trị cho nhức đầu, cảm sốt. Thưa bà con thân mến, món quà tuy nhỏ vật chất nhưng là tất cả tấm lòng của nhà hảo tâm, bà con kiều bào, anh chị em tiểu thương phường Gạch Sỏi cùng các bạn tình nguyện viên muốn gửi đến bà con, mong bà con hoan hỷ mà đón nhận. Cuối cùng xin chúc bà con mau vượt khó khăn để thoát nghèo. Chúng ta là rất là trân trọng đem đến đây để trao tặng đến những mảnh đời hoàn cảnh khó khăn. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has seen the eyes of mine. You see around the trees inside of me. In this desert I've got you. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow? Thank you.
khoan, chậm chế, chậm chế. Đi theo rồi, bà cậu đi theo luôn, đi theo. Dạ hả? Đi theo. Rồi, đi.